đây. Chuyện của họ thì cứ để họ tự giải quyết đi. Nhưng phong sư đệ đang luyện đao pháp bên cái trong. Cái gì? Phong ca trong đó hả? Để nhìn cô nương. Tào Hoàng, mi là đồ hèn nhát, mau ra đây gặp ta. Hôm nay lão phu thề phải làm cho mi mất cả tâm lưỡng họ. Ra đây đi. Ra đây. Mau ra đây gặp ta. Đây là cái gì vậy? Hả? Diệp Phong, thì ra thằng nhảy ranh này đang ở đây. Cuối cùng ta cũng đã tìm được Mi rồi. Tốt lắm. Lần trước ta để cho người trốn thoát, nhưng mà lần này ta nhất định phải chặt tôi người ra. Cha. Hãy... con đã hứa với cha sẽ quên nó, nay con lại dám ngăn chặn cha gì nó, xem ra con vẫn còn tình cảm với thằng nhãi ranh này. Hôm nay con phải giết nó được chứ con đấy mà. Để chúng con phải hết đi. Chẳng trách được một người có lòng dạ hẹp hòi như ngươi, dù có luyện thêm 10 năm cũng chỉ là một đao khách tầm thường mà thôi. Đừng có hòng vượt qua được mặt lão phu đây. Tào Hoàng xuất hiện rồi. Đồ hèn hạ như ngươi lại muốn làm nhục lão phu à? Xem thực lực của ngươi như thế nào đó. Không hay rồi. Tào Hoàng chỉ dùng chân giao đấu với Đao Hoàng, không thể là đối thủ của Đao Hoàng được. Ta Hoàng, nếu chỉ dựa vào chân của ngươi là có thể đánh thắng được ta, thì 10 năm khổ luyện của ta chẳng phải là công cốc sao? Nếu như hôm nay ngươi tự hủy bỏ dòng họ của ngươi thì ta tạm tha cho ngươi được sống. Nhưng mà ta nhất định phải giết chết Diệp Phong. Trương Hoàng, Diệp Phong đang chuyên tâm nhập ma trong ma trị, cần thời gian một nén nhang mới xong được. Ngươi phải kéo dài thời gian cho ta. Đao Hoàng, Tạ Hoàng đã mất hai tay, ngươi đánh thắng thì đã sao chưa? Hư danh đệ nhất của ngươi thật là chẳng xứng đáng chút nào. Tốt thôi, có bản lãnh thì các ngươi cùng xông lên hết đi. Nếu như ta được trở thành đệ nhất, ta sẵn sàng đón nhận mọi thách thức. Hey!
súc sinh, người giết chết đồ nhi của ta, ta phải liều mạng với ngươi. À! Phong ca. Phong sư đệ. Chữ ma vẫn chưa lấp đầy, Di Phong vẫn chưa hoàn thành việc nhập ma, tại sao lại xuất quan sớm dữ vậy? Tiền bối, Di Phong có xảy ra gì không? Ta không biết. Di Phong, người không sao chứ? Mau đưa con bé cho ta đi. Phong sư đệ, để xuất quan trước thời hạn không sao chứ? Dạy rình, người trốn ở trong này định học ma đao của Tà Hoàng hả? Người quả thật là ngông cuồng. Người mãi mãi cũng không thể đánh được lão phu này đâu. Phong ca, Phong ca. Tiểu tử, ta quyết không để cho con ta vì tình cảm mà làm lỡ cả cuộc đời. Sa vào vết xe đổ của ta, hôm nay ta phải giết chết ngươi cho bằng được. Ôi, ôi. Phong ca. Phong ca. Tiểu tử, ta quyết không để cho con ta dự tình mà làm lỡ cả cuộc đời. Sao giờ dưới xe đổ của ta, hôm nay ta phải giết chết người cho mà được. Đợi. Không ngờ Phong đệ lại chiếm thế thượng phong mà đào quả nhiên lợi hại. Giỏi lắm Nhi Phong, thay ta trả thù cho đồ nhi của ta đi. Lợi hại thật, lẽ nào đây chính là sức mạnh của ma đào? Chính là nói rồi. Như vậy được. Dạ. Nếu Nhiếp Phong đã nhập ma thì không thể nào nương tay. Nhưng mà nếu vẫn chưa nhập ma thì làm sao có được đao pháp mạnh mẽ đến như vậy? Hảo đao trả cho ngươi. Nhiếp Phong, thứ âm đao vốn là của ngươi mà, đâu cần phải trả cho ta. Phong sư đệ, Phong sư đệ, rốt cuộc đệ muốn đi đâu? Sắp đến ngày tuyệt cho thần Linh Ngô rồi, để muốn đi đâu chứ? Phong sư đệ, Phong sư đệ, Phong sư đệ, Phong sư đệ. Cha, cha sao rồi? Cha. Mặt thằng ta. Tên thất phu, người đã giết chết Độc Cô Phụng đồ nhi của ta. Hôm nay ta nhất định phải tính món nợ này với ngươi. Ba ba, ba ba, cha cháu chỉ nhất thời lỡ tay, xin người hãy tha cho cha cháu đi. Cháu gái, tránh ra đi. Hôm nay ta phải đòi lại lẽ công bằng. Ba ba, hôm nay cha cháu đã bị thương rồi, người hãy tha cho cha cháu đi. Cháu gái à, lỗi lầm của cha cháu, cháu không thể gánh vác nổi đâu. Ba ba, ba ba. Đại trưởng phu,
dám làm dám chịu. Đối với chuyện do mình gây ra, hoàn toàn nhận trách nhiệm. Tạ Hoàng, hôm nay ta sẽ trả sự công bằng cho ngươi. Là một trang nam tử khiến người Giang ta không... Cánh tay này theo ta tranh giành ngôi thứ hơn nửa cuộc đời. Hôm nay ta dùng nó để đền mạng cho đồ nhi của ngươi. Tạ Hoàng à, Tạ Hoàng, nếu ngươi vẫn thấy chưa đủ thì hãy dùng bản lĩnh của mình lấy mạng của ta đi. Ngươi đi đi. Trư Hoàng, nếu như ngươi không phục cũng có thể đến vào đấu với ta. Ta không thua một người đứng thứ ba như ngươi đâu. Để làm cái gì hả? Chúng ta vốn là bạn thân giao, là bạn thân với nhau, tại sao lại ra nông nổi như ngày hôm nay chứ? Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, chỉ vì cái hư danh chứng tỏ mình là kẻ mạnh mà chúng ta sống uổng phí cả đời, còn làm hại đến đời sau nữa. Thực ra không có ai là kẻ mạnh hết đó, mà chỉ là những kẻ thất bại ngu xuẩn nhất ở trên đời là kẻ thất bại. Cha, đi cô làm chưa? Đem cất cây đao này đi con. Cha chẳng dùng đến nó được nữa. Nếu con thật bổn thương Nhiếp Phong thì hãy đi tìm nó đi. Cha. Đi đi con. Rồi ghế vô kì, ghế vô đi. Dạ, xin mời. Đây là cái gì vậy? Ông chủ cái này phải sao? Sao chuyện cứ tùm lưng coi. Nhiếp Phong bỏ đi đâu mất tiêu rồi cơ. Nó mà không xuất hiện á thì ta lo là tới lúc đó chúng ta không ngăn cản nổi Tuyệt Vô Thần đâu. À đừng xúc ruột, Giang Bối cảm giác được là Phong sư đệ đã đến đây rồi. Hả? Đi mau đi, mau ra, mau đi, đi ra, 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 đi ra. Ông chủ ơi, có phòng tốt không? Dạ có chứ. Ê, cháu quái, cháu cũng đến hả? Chơi tút tút. Dạ khách quen, xin chào mời lên lầu ạ. À. Được. Dạ xin mời. Cháu à, cha cháu hết cố chấp cho cháu ra ngoài, thật là quý á. Dạ, nếu như không có Trư Túc Túc giảng giải và khuyên bảo thì chắc cha cháu không bao giờ chịu thức tỉnh. Nhưng mà bây giờ chưa tìm ra Phong ca, cháu biết làm thế nào đây? Mong quá, mọi yên tâm đi. Ta tin rằng Phong sư đệ chắc chắn sẽ xuất hiện thôi. À khách quan à, hai gian này chính là phòng của các vị đó. À, tôi xin phép đi trước, có gì cứ sai bảo. Được. Đã tạ. Đi. À, Trí Tiền Bối. Ủa,
Ủa? Thật không ngờ không hẹn mà gặp được các vị ở đây. À phải rồi, sư phụ của tôi vừa bảo tôi xuống phố thăm dò tin tức của các vị đó. Nghĩa là vô danh tiền bối cũng đến đây à? Hay quá rồi. Đúng rồi. À các vị xin mời. Được. Xin mời. Tới đây. Xin mời khách quan cứ dùng. Dạ, cứ tự nhiên. Đây, xin mời. Quỳnh nói cái gì vậy? Cũng kỳ lạ thiệt nha. Đang bình thường, sao hoàng thượng lại nhường ngôi cho người khác được chứ? Nghe nói hoàng thượng tự cảm thấy mình bất tài cho nên mới thoái vị nhường ngôi. Bất tài là như thế nào? Hoàng thượng luôn quan tâm tới chính sự. Chẳng phải làm rất tốt, rất thương dân sao? Đúng rồi đó, không biết chuyện này rút cuộc ra làm sao ha. Tôi cũng không hiểu lắm, cũng không rõ nữa. Tuyệt vô thần thực ra là thần thánh phương nào vậy? Tôi cũng không biết rõ lắm, nhưng mà đây là quyết định của hoàng thượng. Cái hạng dân đen như chúng ta đây thì hơi đâu mà lo nổi những chuyện đó chứ. Phải không? Vậy thì phải vậy. Thôi uống đi, uống đi. Cạn chung. Cạn. Cạn đi. Bạn này sắp tới giờ ngõ rồi, mọi người mau hướng về phía đông quỳ lại đi, nếu không sẽ bị hỏi tội chém đầu đó. Ta sẽ cho các người chết hết, chẳng chưa một mạng nào. Thù đang bao vây cha, ta quyết không thể đi được. Chú không đã ra lệnh từ trước, chú không thể chịu thử. Tôi nhất phải bỏ vợ cậu rời khỏi đây. Hơn nữa chú không có thể sẽ cho hết một chút. Chỉ lo là sẽ làm tổn thương đến cậu. Chị thứ gia chạy đi. Yankee!
Kim thần đã bị quỷ, tiểu chúa thần bị chết chắc rồi. Thì ra tử quyền của bất diệt kim thân của cha là ở dưới nách. Không ngờ cuối cùng cha vẫn bị thất bại trong tay vô danh và bộ kinh dân. Tại sao lại như vậy chứ? Thần ở đâu? Người đừng có nói nhiều, ta không nói đâu. Ngươi gì tuyệt chỗ thần, chẳng màng đến tính mạng à? Đừng phí thời gian nữa, mau cứu hoàng thượng đi. Vô thần đã thất bại thảm hại. Chỉ cần các ngươi chịu thả hoàng thượng ra, ta bảo đảm các ngươi sẽ được sống. Các ngươi có nghe thấy không? Hôm nay các ngươi không thể trốn được đâu. Tuyệt vô thần đã thất bại thảm hại rồi. Tốt nhất các ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lại đi. Nhân cứu giá đến muộn, mong hoàng thượng thứ tội. Chúng ta đã trúng kế điệu hổ ly sơn của tuyệt vô thần rồi. Chúng ta đi về thôi.
Tại sao Tuyệt Tâm không cùng về với Vô Thần? Nó lén la lén lút làm gì kia chứ? Cha, vết thương của cha. Ta chẳng sao hết. Nếu không phải tại Nhiếp Phong thì Vô Danh và Bộ Kinh Dân, bọn chúng hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Cha, cha, chúng tất cả lùi xuống hết cho ta. Chúng vết thương này có gì đâu. Điều đáng hận là toàn bộ kế hoạch mà ta đã bỏ công trù tính mười mấy năm qua đã bị phá tan thành chỉ trong chốc lát. Vô Danh ơi, Vô Danh, ta nhất định phải xé thịt ngươi từng nhát bằng hình phạt lăng trì, cho ngươi nếm đủ mọi nỗi đau khổ nhất ở trên đời để trút mối hận trong lòng ta. Toàn bộ kế hoạch mà ta đã bỏ công trù tính mười mấy năm qua đã bị phá tan thành chỉ trong chốc lát. Vô Danh ơi, Vô Danh, ta nhất định phải xé thịt ngươi từng nhát bằng hình phạt lăng trì, cho người nếm đủ mọi khổ đau nhất ở trên đời này để trút mối hận trong lòng của ta. Cha, cha yên tâm đi, bây giờ bọn Kim Soa La có thể đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hoàn thành à? Nếu như có thể ám sát được Vô Danh dễ dàng như vậy thì hắn không còn là Vô Danh nữa. Ý của cha muốn nói là bọn họ đã... Có lẽ bọn chúng đã bị Vô Danh giết chết hết rồi. Mọi người liều chết trung thành vì ta. Từng món nợ máu này, ta đều sẽ ghi nhớ hết. Mỗi một mạng sống ấy, tuyệt đối sẽ không hy sinh uổng phí. Vô Danh, Bộ Kích Dân, Nhiếp Phong, ta sẽ bắt bọn chúng trả món nợ này bằng máu. Nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu, nợ máu trả bằng máu. Vì tên cậu hoàng đế này, bọn chúng chắc chắn sẽ tập kích bất ngờ Vô Thần Tuyệt Cung. Lúc đó ta sẽ dùng máu tươi của bọn chúng để cúng tế những huynh đệ đã hy sinh. Chúng ta nhất định phải xưng bá võ lâm, nhất thống giang sơn. 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 Giải tên cậu hoàng đế này đi đi. Dạ. Đi. Đi. Cha, Hải Nhi đã về rồi. Khi ta quay về chẳng thấy tâm hơi của con đâu hết. Ta cứ tưởng là con đã mất mạng nữa rồi chứ. Làm sao con trốn về đây được? Hải Nhi đã dựa vào võ công và sự dạy bảo mà cha đã truyền tụ cho, bình tĩnh ứng chiến, khó khăn lắm mới mở được một con đường báo, cuối cùng cũng bảo toàn được tính mạng. Dọc đường trở về không có kẻ ngăn cản con, theo dõi con à? Xin cha hãy yên tâm, trên đường trở về Hải Nhi chú cùng cẩn thận. Con thật sự không có gặp bất cứ người nào hết hay sao? Dạ không. Nếu như người có bản lãnh trốn thoát, vậy thì trong lúc ta quyết chiến với Vô Danh, người đang ở đâu? Con... Ngươi còn dám tìm cớ ngụy biện cho bản thân của mình nữa hay sao vậy? Mỗi chuyện ngươi lâm trận bỏ trốn thì ta có thể trị ngươi tội chết rồi. Sao ta lại có một thằng con chẳng ra gì như ngươi kia chứ? Xin cha bớt giận. Hãy nghĩ tưởng rằng cha anh dũng thần võ chắc chắn có thể đánh bại được Vô Danh, cho nên cũng như Tuyệt Thiên đứng ở bên quan sát trận chiến. Nhưng mà không ngờ kim thân của cha vẫn bị Vô Danh công phá được. Cuối cùng con đành phải tìm đường bỏ chạy. Đúng rồi. Xin cha thứ tội. Hãy nghĩ không thể giúp cha tiêu diệt địch ở hoàng cung. Xin cha thứ tội. Không cần nhiều lời, người đúng là một tên vô dụng. Cha, cha không cần phải lo lắng. Bọn Vô Danh chỉ là hạng tầm thường, chẳng có bản lĩnh gì hết. Chúng ta hãy chứng chỉnh lại cờ trống. Chẳng bao lâu sau, chắc chắn là có thể làm cho chúng chết không có chỗ chôn thay. Tốt, nói hay lắm, rất hay. Cha, cha vào trong nghỉ ngơi trước đi cha.
Đại ca. Đi gọi ta. Ta biết là huynh bị cha mắng trong lòng không được vui phải không? Ở trước mặt đệ, huynh không cần phải miễn cưỡng tươi cười như vậy. Trong huynh cười khó coi quá đi. Huynh yên tâm, đệ đã nói rất nhiều lời về huynh ở trước mặt cha rồi, chắc sẽ không sao đâu. Ta hãy cố gắng làm cho tốt đi. Sau này khi đệ lên ngôi rồi, đệ sẽ trọng dụng huynh thôi. Cho nên huynh đừng lo lắng làm gì nữa. Thằng nhãi ranh này không biết trời cao đất rộng. Ta coi người đắc ý tới lúc nào. Hoàng thượng gặp phải nạn lớn này mà lão nô lấy không hề hay biết, còn đi hầu hạ tên hoàng thượng giả. Lão nô đây quả là có mắt như mù. Lão mù đáng chết, thật là đáng chết mà. Tào Công Công bị kẻ gian che mắt, không cần phải tự trách mình làm gì. Vô danh đại hiệp, nay vẫn chưa biết hoàng thượng ở đâu, chưa rõ sống chết ra sao. Những thị vệ ở trong cung, kẻ chết người bị thương, bây giờ chỉ có thể trông cậy vào các vị đại hiệp mà thôi. Vô danh đại hiệp, người nhất định phải giúp đỡ về chính nghĩa, mau sớm cứu được hoàng thượng. Tào Công Công cứ yên tâm đi, sự sống chết của hoàng thượng quan hệ đến sự an nguy của giang sơn. Tuy Vô Danh chỉ là thảo dân bình thường, nhưng có trách nhiệm với sự hưng vong của xã tăng. Dù ta phải mất cả tính mạng của mình, cũng nhất định phải cứu hoàng thượng trở về, để tránh thêm có nhiều thương vong. Vì chuyện này nhất định phải bàn bạc cẩn thận. À, nghe nói Vô Thần Tuyệt Cúng chính là căn cứ của thiên hạ hội trước đây đó. À, phải rồi, năm xưa bộ đại hiệp có tiếng tăm vang dội ở thiên hạ hội, chắc là rõ như bàn tay về những vị trí cài đặt cạm bẫy ở trong đó, cho nên là muốn phá Vô Thần Tuyệt Cung thì đâu có khó khăn gì. Tào Công Công, ông lầm rồi. Năm xưa tuy ta là đường chủ của Phi Chân Đường, nhưng mà hùng bá có tính đa nghi, cho nên thực chất ta chỉ biết rất sơ sài về thiên hạ hội. Có rất nhiều cạm bẫy nguy hiểm bí mật, chỉ mỗi mình hùng bá biết thôi. Nói vậy có nghĩa là chỉ có hùng bá mới phá được Vô Thần Tuyệt Cung, có phải vậy không? Để giảm bớt thương vong, đành phải nhờ đến ông ấy. Ờ, nhưng mà hùng bá đã quy ẩn Sơn Lâm, chẳng màng đến thế sự, biết tìm ông ấy ở đâu chứ? Vô Trần Cư. Đừng lấy mất tính mạng của chúng. Bọn chúng muốn đến giết người, không thể tha được. Chúng chẳng qua chỉ là những quân cờ bị kẻ khác sai khiến, bắt đắc dĩ thôi, hà tất phải làm khó bọn chúng. Nhưng mà về nói với chủ nhân của các ngươi rằng, muốn giết ta diệt khẩu chỉ vô ích mà thôi. Nếu trong lòng không nghĩ đến điều thiện thì cuối cùng cũng sẽ có ngày bại vong. Hùng bá chính là một ví dụ sinh động. Nhớ năm xưa thiên hạ hội của ta cực kỳ hùng mạnh, so với Tuyệt Vô Thần chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Nhưng đến nay thì thế nào? Chẳng qua chỉ là một lão già tàn phế, mất hết võ công, suốt ngày ngồi không chẳng làm gì được. À, ta mệt lắm rồi, ta cần phải nghỉ ngơi. Xuân Nhi, tiễn khách đi ha. Dạ. Còn không đi? Dạ đi đi đi. Thank you.
Hắn phản bội sư môn, mà tiền bối vẫn dốc hết tâm sức giúp hắn giải trừ xả tâm ấn. Có được một sư phụ như vậy, hắn thật là may mắn. Tình nghĩa thầy trò bao nhiêu năm, cái ta có thể làm gì nó chỉ tới đây thôi. Này Nhiếp Phong không rõ tung tích, nếu không thì cuộc chiến với Tuyệt Vô Thần ít ra cũng nắm chắc được vài phần thắng. Tiếc là trận chiến ở Hoàng Cung đã bị thất bại. Bây giờ thả cọp về rừng, e rằng Tuyệt Vô Thần sẽ càng khó đối phó hơn. Hôm nay ta đến vô trận cư tìm Hùng Bá, nếu như lấy được bản đồ bố trí cạm bẫy thì có thể bớt được một nỗi lo. Nhưng mà cuộc chiến với Tuyệt Vô Thần vẫn chưa chắc thắng. Muốn trừ mầm tai họa này chỉ có một biện pháp mà thôi, chính là cùng tìm cái chết. Con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cùng tìm cái chết. Trước khi quyết chiến, con muốn về gặp Sở Sở lần cuối cùng. Được. Sở Sở, Sở Sở, Sở Sở. Sở Sở. Để muội rót trà cho huynh. Lát nữa hãy rót. Girl, 真爱你了。
Sợ sợ, cho dù huynh sống hay chết, vì con của chúng ta, muội nhất định phải chăm sóc bản thân mình cho thật tốt. Vô danh đại hiệp. Sương Nhi có tấm lòng nhân hậu, nhìn thấy lão phu đã trở thành một người tàn phế nên đến ở với ta. Sư đồ của chúng tôi đã sống nương tựa vào nhau là như vậy đó. Thường nghe từng xương của thiên hạ hội tao nhã đôn hậu, quả là danh bất hư truyền. Hay thật, không ngờ một nhân vật kiệt xuất như người lại có tâm tư tỉ mỉ đến như vậy. Các nước cờ nối tiếp liên hoàn, luôn nắm chắc phần thắng. Cao siêu. Vô danh quân đã quá khen. Thực ra lão phu đây có khác nào là người tàn phế, chẳng qua là nhờ vào cầm kỳ thi họa để giúp giải khuây, sống nốt quãng đời còn lại. Sở dĩ lão phu được như ngày hôm nay là phải đa tạ vô danh quân. Xin đừng đa lễ. Trước mắt điều quan trọng nhất là làm sao trừ khử tuyệt vô thần. Mong người dốc hết sức trợ giúp cho. Vô danh quân lo cho nước cho dân, chơi cờ với lão phu quả nhiên là vì có ý đồ khác. Chỉ tiếc là lão phu đã ngần này tuổi rồi, thắng bại đối với ta cũng chẳng còn gì là quan trọng nữa. À...
Vô danh huynh, huynh cũng từng trải qua sự thăng trầm của một đời người, lẽ nào vẫn chưa nhìn thấu chuyện đời hay sao? Cồn cồn Trường Giang Đông Thệ Thủy, lãng qua đào tận anh hùng, thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cự tại, kẻ độ tịch dương hồng. Trong cõi đời này, thiện ác thăng thua thật khó phân rõ. Huynh hà tất phải cố chấp như vậy chứ? Con người luôn có chút ý nghĩ cố chấp. Chẳng lẽ người thực sự nhìn thấu hết mọi việc sao? Lão phu nhìn thấy rồi. Mấy mười năm tranh giành đoạt lợi thật hoàn toàn vô ích. Có thể giữ lại mạng già này, lão phu đã nhìn thấu chuyện đời từ lâu rồi. Chỉ muốn yên ổn ở vô tận cư này, sống hết quãng đời tội lỗi còn lại. Nếu như người thực sự nhìn thấu rồi, thì hạ tức câu nệ hai chữ vô trần làm gì? Bồ đề bản vô thụ, minh kính diệt phi đài, bản lai vô nhất vật, hà xứ nhã trần ai? Người không thể gạt bỏ hai chữ vô trần, ngược lại đã để lại dấu vết rồi. Vô danh huynh thật không thẹn là một cao nhân. Ta quy ẩn bao nhiêu năm qua, trình độ tu dẫn chứ không bị kịp vô danh. Năm xưa ta bại trong tay của huynh, quá thật không quan của chút nào. Hôm nay tại hạ đến đây không phải vì muốn nhắc lại ân oán năm xưa. Tại hạ chỉ mong rằng nhanh chóng trừ khử vô thần tuyệt cung mà thôi. Hy vọng người sẵn lòng hợp tác. Huynh đã quyết như vậy rồi thì lão phu cũng không nhiều lời nữa. Được thôi, có chỗ nào cần lão phu giúp đỡ xin cứ việc nói thẳng, không cần phải e ngại. Tại hạ muốn biết là vị trí đặt cạm bẫy trong vô thần tuyệt cung. Ồ, thì ra là chuyện này à. Ồ, Sương Nhi à. Vô danh huynh, bản đồ này xin giao cho huynh. Chỉ tiếc là công lực cả đời của lão phu đã mất cả rồi, không thể nào giúp huynh một tay được. Hãy để cho Sương Nhi dẫn đường, nó sẽ dốc hết sức mình giúp các vị một tay. Xin đa tạ người, để sau khi tiêu diệt vô thần tuyệt cung lại đến thăm viếng. Được. Bộ Kinh Dân, tôi biết là tôi có lỗi với là hai vị. Xa tâm ấn của tôi đã được trừ bỏ. Từ nay, tôi thực sự có thể bù đắp những lỗi lầm mà tôi gây ra cho hai vị. Hãy tin tưởng ở tôi. Cô ấy ở Du Gia Thôn.
Tiền bối, xin lỗi đã đến muộn. Hả? Đại sư huynh. Đại sư huynh. Dương sư đệ. Đại sư huynh, bọn đệ tìm huynh đã lâu lắm rồi nhưng vẫn không hay tin gì. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với huynh vậy? Sư huynh lại có mặt ở đây. Hắn đã quay về bên cạnh Hùng Bá rồi. Hùng Bá bảo hắn đến đây trợ giúp chúng ta công phá vô thần tuyệt cung đó. Được gặp lại huynh thật là quá hay. Chỉ tiếc là Phong sư đệ không có ở đây. Nếu không biết huynh vẫn bình yên vô sự thì chắc chắn sẽ mừng lắm. Phong sư đệ đã thành ma, ngày sau là bạn hay là thù vẫn chưa rõ được. Xem ra không gặp vẫn hơn là gặp. Không biết là ba sư huynh đệ chúng ta còn có thể giống như trước đây nữa không, cùng chung mối thù, cùng nâng chén cạn ly. Đây không phải là lúc để than thở nhớ lại chuyện xưa. Đi thôi. Đúng vậy. Người ta nói trung nguyên kỳ tích chẳng qua cũng chỉ là vậy thôi. Chỉ cần tay chúng nhẹ lá cờ trong tay thì cả khe núi này sẽ bị san bằng. Các ngươi đừng hòng sống đến được vô thần tiểu cung. Khoan đã. Chúng ta lại gặp nhau rồi. Ta đã bám theo mấy tên quỷ Sala này từ lâu. Các người cũng quá bất cẩn. Nếu như ta đến trễ một bước thì các người đã thịt nát xương tan, chôn thây dưới khe núi này rồi. Sao người lại cứu chúng tôi? Chẳng lẽ các người cho rằng chuyện gì xảy ra lúc nãy là do ta tự biên tự diễn à? Sư huynh, huynh đệ đồng môn với nhau, đệ biết rất rõ về huynh. Đệ chưa bao giờ dám đánh giá thấp suy nghĩ của huynh. Đúng vậy. Các ngươi nên đặc biệt đề phòng ta mới phải. Ngay cả bản thân ta cũng không thể nào tin nổi mình lại làm như vậy. Năm xưa để đánh bại được ngươi, ta không tiếc dùng người phụ nữ mà ta yêu để đổi lấy một chiêu sát phá lan của tuyệt vô thần. Cuối cùng tuy ta đã luyện thành sát phá lan và dùng mưu kế đánh bại được ngươi, nhưng mà sau khi chiến thắng ta lại cảm thấy vô cùng trống vắng, mới biết tất cả những chuyện mình đã làm là vô nghĩa biết mấy. Cái ta thật sự cần chính là người phụ nữ mà ta yêu, cho nên ông đã cứu chúng tôi vì hy vọng có thể mượn lực lượng của chúng tôi để giúp ông đoạt lại người phụ nữ mà ông yêu à? Tuyệt vô thần võ công đã tối cao, nếu chỉ dựa vào thực lực của mình ta thì hoàn toàn không thể đánh bại được. Sư đệ, đệ tin cũng được mà không tin cũng được. Cuộc chiến với tuyệt vô thần nhớ trừ một phần cho ta. Hẹn gặp lại ở vô thần tuyệt cung. Tiền bối, là thật hay giả đến đó tự khắc sẽ rõ. Được, vậy chúng ta đi. Khoan đã, chuyến đi này rất nguy hiểm, các hạ nên dừng bước tại đây, quay về với Hùng Bá đi. Nhưng mà còn nữa, thay ta ngỏ lời đa tạ. Dừng. Sư phụ, sao con lại quay về vậy? Vô danh muốn con quay về. Xem ra vô danh hãy còn đề phòng ta. Thôi vậy, nếu như họ đã không cần chúng ta giúp đỡ thì con hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Buồn ba cả ngày trời cũng mệt lắm rồi. Dạ. Đi đi con. Thank you.
Đây là thuốc mà thiếp đã sắc suốt đêm qua. Trong đó có lá thất sắc, cỏ hoàng hồn, rất có công hiệu đối với việc chữa trị vết thương đó. Mấy thứ thuốc này bảo nô bọc đi sắc là được rồi. Nàng hà tất phải nhọc công đến như vậy chứ? Ta xót ruột lắm á. Giao cho bọn họ làm thiếp không yên tâm. Có gì mà không yên tâm chứ? Thật ra có một mỹ nhân như nàng ở đây bên cạnh thì hơn bất cứ thuốc quý nào ở trên cõi đời này rồi. Nếu có thêm một bình trà do chính tay nàng pha thì trăm bệnh sẽ tan biến hết. Được, thiếp sẽ pha trà ngay đây. Hèn chi xưa nay anh hùng và mỹ nhân thường đi đôi với nhau. Có một mỹ nhân như nàng ở đây bên cạnh ta, chút vết thương này đáng là gì? Thiên hạ này đáng là gì? Chủ công! Chủ công! Bên ngoài xảy ra chuyện gì? Bẩm báo chủ công, bên ngoài có người đột nhập. Cuối cùng thì chúng cũng đã đến rồi. Chà, đây chính là kẻ đột nhập. Con ranh này cũng khá thật. Dựa vào chút bản lĩnh đó của người cũng dám xông vào vô thần tuyệt cung của ta hay sao? Nói, vô danh đang ở đâu? Có phải đã lén trà trộn vào trong này rồi không? Làm sao mà ta biết ông ấy ở đâu chứ? Ta chỉ đến tìm Phong ca thôi. Nhiếp Phong, hắn đang ở đâu? Ta không biết, nhưng mà tôi có thể cảm thấy được quân ấy đang ở xung quanh đây. Đúng là quân ấy đang ở đây. Cha, cha đừng nghe nó nói bừa. Tuyệt cung của chúng ta khác nào tường đồng danh sắt. Nếu Nhiếp Phong thực sự vào đây rồi thì tại sao chúng ta lại không phát hiện ra chứ? Im đi. Nhiếp Phong không phải là cái tầm thường, không được khích địch. Hãy nghe tôi nói đã. Bây giờ Nhiếp Phong đã thành ma rồi, mau chóng tìm quỳnh ấy, nếu không sẽ không kịp đâu. Thả tôi ra đi. Mình nhổ đi cùng này. Quậy đã chưa? Để thăm, dạy nó xuống nhốt lại cẩn thận. Truyền lệnh của ta xuống, lập tức lục soát hết cả tuyệt cung. Cho dù có phải lật tung hết mọi thứ thì cũng phải tìm cho ra tên Nhiếp Phong cho ta. Dạ. Các người thả tôi ra đi. Tôi phải tìm Nhiếp Phong mà. Mau thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Các người thả tôi ra đi. Đừng có giấu tôi đây mà. Làm ơn thả tôi ra đi. Các người có nghe thấy không? Thả tôi ra. Có ai không? Thả tôi ra. Các người mau thả tôi ra. Thả tôi ra. Để tôi đi tìm Nhiếp Phong. Thả tôi ra đi. Nhiếp Phong bây giờ đã thành ma rồi. Quân ấy sẽ gây nên một trận hào kiếp giang hồ. Không biết là có còn bao nhiêu người sẽ bỏ mạng đây. Hãy thả tôi ra đi mà. Làm ơn thả tôi ra đi. Thả tôi ra đi. Làm ơn thả tôi ra đi mà. Phong ca, Quỳnh đang ở đâu vậy? Quỳnh đang ở đâu vậy? Bà có thể thả tôi ra đi tìm Nhiếp Phong được không? Tôi van xin bà đó, bà thả tôi ra đi. Tôi sẽ đi tìm Nhiếp Phong mà, tôi xin bà đó, hãy thả tôi ra đi. Người tên gì? Tôi là Đề Di Bổng. Người có quan hệ gì với Nhiếp Phong? Tại sao lại quan tâm đến nó? Thậm chí vì nó không tiếc đến Long Đàm Hổ Quyền này. Ngươi không cần phải sợ, ta không phải là người xấu. Ta đến đây để giúp cho ngươi. Bà là ai? Tại sao bà muốn giúp tôi? Thực ra bà là ai? Ta là mẹ của Nhiếp Phong. Bà, ngươi hãy nói ta biết nó thế nào rồi, ta phải làm thế nào để giúp được ngươi. Tôi không biết những lời bà nói là thật hay giả, nhưng bất kể thế nào đi nữa, tôi cũng xin bà phải tìm ra Nhiếp Phong đi đối phó với Tuyệt Vô Thần, cứu vãn giang sơn xã tắc. Quân ấy không tiếc bản thân của mình đã dấn vào ma đạo, bây giờ quân ấy đã dần dần mất đi bản ngã của mình rồi.
Chúng ta nhất định phải giúp Huynh đây, giúp Huynh đây tìm lại chính mình. Người nói nó ở trong Vô Thần Tuyệt Cung, nơi này rất rộng lớn, ta biết phải đi đâu mà tìm nó. Tôi cũng không biết nữa, nhưng mà tôi ở đây có thể cảm nhận được hơi thở của Huynh ấy, nhịp tim của Huynh ấy. Huynh ấy chắc chắn là đang bị nhốt ở gần đây thôi. Rốt cuộc nó đang nghĩ gì? Nó không thắng nổi Tuyệt Vô Thần đâu. Tôi xin bà thả tôi ra đi có được không? Tôi xin bà đó, tôi đi tìm Diệp Phong mà. Không được, nơi này có vô số cạm bẫy, lại được phòng bị rất nghiêm ngặt. Nếu ta thả ngươi ra ngoài, ngược lại sẽ làm hại ngươi. Nhưng mà Diệp Phong Huynh đây. Ngươi yên tâm, chỉ cần Diệp Phong thật sự có ở đây thì ta chắc chắn sẽ tìm ra nó. Phong Nhi đã làm hỏng chuyện của Vô Thần, Vô Thần chắc chắn hận nó thấu xương. Ta nhất định phải đưa nó đi khỏi đây trước khi Vô Thần tìm ra nó. Nhưng mà bây giờ không biết Phong Nhi đang ở đâu, càng không biết nó sống chết ra sao nữa. Mẫu thân đáng kính của ta, chuyện giao dịch mà chúng ta đã bàn chắc bà còn nhớ chứ? Giữa tôi với cậu có chuyện gì đáng để nói chứ? Có, trừ phi bà hoàn toàn không còn quan tâm tới con trai của bà, Nhiếp Phong. Cậu biết Nhiếp Phong là ở đâu sao? Nói ta biết đi, nó đã rơi vào tay cậu rồi phải không? Nó có bị thương không vậy? Nó vẫn khỏe chứ? Đúng vậy, bây giờ nó đang ở trong tay của ta, so với cái chết thì cũng không khác biệt gì. Ta thích như thế nào thì như thế nấy thôi. Cậu giấu nó ở chỗ nào? Nó không sao chứ? Nó có bị thương không vậy? Không được làm tổn thương nó. Sao cậu có thể nói dối cha cậu giấu nó đi chứ? Cậu không sợ tôi sẽ nói cho Tuyệt Vô Thần biết sao? Được thôi, mà đi cáo giác ta đi. Diệp Phong là tử địch của cha ta, nó rơi vào tay của ta, có lẽ vẫn còn con đường sống. Chứ nếu rơi vào tay của cha ta thì dù có chặt nó nghìn đau, khó làm cho ông ấy nguôi giận được. Cậu không được làm như vậy đâu. Tôi xin cậu, tôi xin cậu, hãy cho nó một con đường sống đi. Không ngờ bà lại quan tâm Nhiếp Phong tới như vậy. Nếu cha ta mà biết chuyện này, không biết sẽ có cảm nghĩ gì đây. Tuy nhiên, ta thì dễ mềm lòng hơn ông ấy nhiều. Chỉ cần bà ngoan ngoãn nghe lời của ta, làm đúng như lời của ta đã dặn, thì ta có thể giúp được cho bà. Cậu muốn cái gì? Chuyện giữa bà và Diệp Phong, ta có thể giả vờ như không biết. Cái ta cần không nhiều, chỉ cần bà giúp ta một việc thôi là đủ. Tuyệt Tâm, tâm tính hiểm ác khó lường, rốt cuộc cậu muốn làm gì chứ? Chuyện này đối với bà mà nói dễ như trở bàn tay. Làm hay không làm tùy thuộc vào quyết định của bà. Bây giờ xem bà muốn thế nào thôi. Làm hay không làm tùy thuộc vào quyết định của bà. Bây giờ xem bà muốn thế nào thôi. Xem ra ta không còn sự lựa chọn nào khác. Ta nghe lời cậu. Thiếu chủ, thiếu chủ, có kẻ đột nhập trong phòng. Chuyện này là thế nào? Đến canh đều bị hôn người hết, chắc chắn là Diệp Phong. Dạ đúng là Diệp Phong đã trà trộn vào đây rồi. Ngươi đừng có nói bừa, mau theo ta lục soát khắp nơi, có những nơi khác có gì khác thường không? Đi. Dạ. Làm sao bây giờ? Không được, mình nhất định phải cứu Phong Nhi ra mới được. Nhưng mà Phong Nhi đang ở đâu chứ? Tuyệt Tâm đem nhóc nó ở đâu kia chứ? Tại sao hắn vác một cái bao tải vào phòng?
Chẳng lẽ bên trong bao tải là Phong Nhi sao? Đúng rồi, chắc chắn là Phong Nhi. Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi, con ở đâu vậy? Phong Nhi, Phong Nhi, con ở đâu vậy? Phong Nhi còn ở đâu vậy? Tuyết Ẩm Đao, Phong Nhi chắc chắn ở đây rồi, không sao vào đâu được. Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi, Phong Nhi. Rốt cuộc hắn đem giấu Phong Nhi ở đâu chứ? Trong vô thần tuyệt cung khắp nơi đều có quỷ xoa la, ngoài chỗ này ra còn có nơi nào an toàn hơn nữa? Rồi Phong Nhi, Phong Nhi, con tỉnh lại đi, con tỉnh lại đi, con tỉnh lại đi. Hả? Phong Nhi, Phong Nhi, mau tỉnh dậy đi. Phong Nhi, con nhận ra ta không? Hả? Phong Nhi. Hả? Phong Nhi, cô không nhận ra ta thật sao? Ta là mẹ của con đây, Phong Nhi. Chẳng lẽ con đã thành ma thật rồi, đã quên mẹ rồi sao? Người đàn bà ngu ngốc kia, xích chút nữa là bà đã làm hỏng kế hoạch của ta. Được, ta sẽ giết hắn ngay bây giờ để chấm dứt tai họa. Đừng mà, tôi nghe lời của cậu, cậu nói gì tôi cũng nghe hết. Tôi nghe lời của cậu mà. À.